Thầy xin giảng cho các vị nghe một đề tài mới ở trong mùa Vu Lan này, đó là đề tài hồn ma bên cửa sổ. Chúng ta nghe sợ chưa? Rung chưa? Có nhắm con ngủ được không? Kính thưa liệt quý vị, chúng ta còn nhớ Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, xuất gia học đạo. Qua 49 ngày thiên tinh chuyên thiền tọa ở dưới cội Bồ Đề, Ngài chứng thành Phật quả, lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Người đương thời thường gọi Ngài là Đức Sa Môn Gotama, tức là Đức Phật Gotama. Rồi kính thưa liệt quý vị, lúc bây giờ Đức Phật thấy ánh sáng giác ngộ chân lý của mình tuyệt diệu vô cùng, Ngài lại muốn đi dạo ở trong Niết Bàn. Nhưng may thay, được Đế Thích thưa thỉnh Đức Phật vận chuyển Pháp Luân. Và Thế Tôn đã nhận lời vua trời Đế Thích, Ngài di chuyển từ cội Bồ Đề đến vườn Lộc Uyển, cách nhau khoảng trên 250 cây số. Đến tại Lộc Uyển, giáo hóa cho 5 người bạn đồng tu, đó là 5 anh em Kiều Trần Như. Sau khi giáo hóa cho 5 anh em Kiều Trần Như, thì có nhóm bạn của công tử Gia Xá đã xuất gia học đạo. Và thế là Thế Tôn giáo hóa họ có hơn 60 người. Như vậy thì ở trên thế gian lúc bây giờ có hết thảy là hơn 60 vị A-la-hán và Tam Bảo hiện tiền ở thế gian này. Lúc đó Đức Thế Tôn nói rằng: này các tỳ kheo, mỗi người không được đi trên một con đường, mà mỗi người, xin lỗi, không được hai người đi trên một con đường, mà chỉ mỗi người đi trên một con đường mà thôi. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì lời dạy này Đức Thế Tôn muốn cho năng lực giác ngộ, ánh sáng chân lý từ miệng của các vị A-la-hán lan tỏa nhanh chóng ở thế gian này, mà lập tức cứu độ chúng sanh ra khỏi lầm than. Còn riêng Ngài thì Ngài từng bước hướng tới núi Tượng Đầu. Để chi? Để giáo hóa cho ba anh em Ca Diếp. Họ là những người có túc duyên ở trong giáo pháp của Ngài. Kính thưa liệt quý vị, trên đường hướng tới núi Tượng Đầu thì Thế Tôn gặp một vị vua mà cũng là một người bạn hiền trước khi thành Phật của Ngài, đó là vua Tần Bà Sa La. Tại sao nói Tần Bà Sa La là một người bạn hiền? Bởi vì lúc bây giờ Thái tử bỏ ngai vua, xuất gia học đạo, đã gặp vua Tần Bà Sa La. Tần Bà Sa La nhìn thấy Thái tử và biết đây chính là một vị hiền nhân, cho nên nhà vua muốn mời Thái tử trở về vương quốc của mình và chia hai giang sơn. Có những nghĩa cử cao đẹp của các bậc thánh hiền đáng để chúng ta kính trọng. Họ sẵn sàng chia sẻ giang sơn đất nước để cho những người hiền tài trị quốc, bởi vì mục đích của trị quốc là đem đến hạnh phúc muôn dân. Do vậy mà vua Tần Bà Sa La sẵn sàng điều này. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa nói rằng: ngài vua, lẽ ra ta có được từ hoàn thành các tỷ la vệ, ta cũng đã từ bỏ vì chân lý giác ngộ và giải thoát. Không lý nào hôm nay ta lại nhận lấy một ngôi vị mới hay sao? Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa lúc bây giờ cảm ơn thịnh tình của vua Tần Bà Sa La và có một lời hứa rằng: sau khi ta thành đạo thì ta sẽ chuyển hóa, sẽ giảng dạy đạo lý nhiệm mầu cho nhà vua. Và lúc đó khi vua Tần Bà Sa La nghe tin Thái tử Tất Đạt Đa đã thành Phật lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni và đã đang từng bước hướng về đất nước của mình, cho nên nhà vua mừng rỡ vô cùng. Và lúc đó nhà vua dẫn theo các đoàn tùy tùng tiền hô hậu ủng đông đảo, và lúc đó nhà vua tiến về để đón Đức Thế Tôn. Họ gặp gỡ nhau ở tại một ngôi vườn rộng lớn bao la, đó là vườn trúc, mà chúng ta hay gọi là trúc lâm. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, đoàn tùy tùng theo Đức Thế Tôn lúc đó có ba anh em Ca Diếp cùng với một chúng ngàn đệ tử của họ nữa. Và nhà vua ở trước đại chúng như vậy đã dâng cúng Đức Thế Tôn
ngôi vườn trúc này dâng cúng bằng cách nào? Nhà vua lấy một bình nước và mời Đức Thế Tôn bưng lên một cái ly. Sau đó nhà vua lấy nước rót vào trong ly trên tay của Đức Thế Tôn. Sau đó nhà vua mới nói rằng: hôm nay con xin dâng cúng Đức Như Lai ngôi vườn trúc này cũng giống như là nước rót vào ly, không có sót một giọt nào, sự trọn vẹn là như vậy. Và ý nghĩa của nhà vua dâng cúng cho Đức Thế Tôn có ý nghĩa rất lớn ở trong quá trình hình thành và phát triển Phật giáo. Bởi vì tăng đoàn lúc bây giờ chưa có bất cứ một trú xứ nào, mà ngôi vườn trúc là cơ sở đầu tiên ở trong Phật giáo. Và từ đó Đức Thế Tôn dạy cho các tỳ kheo thành lập một cái tu viện tại đây, gọi là tu viện Trúc Lâm. Ngài dạy cho các vị sống ở dưới những cái khóm trúc và thiền định giác ngộ giải thoát. Thì kính thưa quý vị, vườn trúc này trở thành một cái nơi mà Đức Thế Tôn cũng có nhiều lần an cư kiết hạ. Và sau khi Phật Pháp đã phát triển rộng rãi khắp mỗi nơi, ở trong một mùa hạ nọ, Đức Thế Tôn an cư kiết hạ cùng với chúng đại tỳ kheo tới 500 vị, cũng ở tại vườn trúc này. Và hôm ấy, vua Tần Bà Sa La trong một cái đêm kinh hãi, bởi vì có nhiều hồn ma bên cửa sổ cứ tạo ra những cái âm thanh ma quái rùng rợn. Và không những riêng nhà vua mà tất cả mọi người trong hoàng cung ai cũng lo lắng, ai cũng sợ hãi bởi những cái tiếng tha oán, bởi những cái âm thanh quái lạ dị kỳ. Cho nên Đức Vua đã đến bạch hỏi Đức Thế Tôn về nguyên do. Lúc ấy ở trong hội chúng đông đảo, Đức Thế Tôn mới nói rằng: này các tỳ kheo, thưa đại vương, cách đây 92 kiếp về trước, có một kinh thành tên là Kashipuri. Kashipuri là một kinh thành nổi tiếng cách đây 92 kiếp. Nơi đó có một vị chánh hậu tên là Sirima của vua Phusa. Chánh hậu đã hạ sinh một thái tử. Thái tử chẳng bao lâu đã rời bỏ ngôi vị của mình, xuất gia học đạo, chứng thành Phật quả. Đức Phật ấy là một vị cổ Phật sau Đức Phật Nhiên Đăng 18 kiếp, gọi là cổ Phật thứ 18 sau Đức Phật Nhiên Đăng. Tại kinh thành này, nhà vua đã khởi tâm ích kỷ hẹp hòi. Vì sao? Bởi vì nhà vua nói rằng: ta sinh ra một người con khôi ngô tuấn tú, xuất gia và thành tựu sự nghiệp xuất thế, là một đấng nhất thiết trí, thấu hiểu tất cả vạn vật ở trong vũ trụ này. Và chỉ có ta mới có Phật, và cũng chỉ có ta mới có Pháp. Bởi vì nếu không có ta, làm sao có con ta? Không có con ta, làm sao có Pháp? Cho nên Pháp ấy cũng là của ta. Và con ta có 500 đệ tử, các vị tăng, cho nên tăng đó cũng là của ta. Nhà vua nghĩ rằng chỉ duy ta mới có Phật Pháp tăng, còn ở trong thiên hạ này không ai có hết cả. Nhà vua sắc lệnh cho mọi người cung phụng hầu hạ, cúng dường cho Phật Pháp và tăng. Nhà vua không cho ai cúng dường hết, chỉ có một mình cúng dường, vì tam bảo đó là của ta. Lúc bây giờ ngài có Đức Vua, Đức Phật có ba người em cùng mẹ khác cha. Ba người em này thấy cha mình thật là ích kỷ, thật là nhỏ mọn. Đức Phật là của chung trong thiên hạ, tại sao bây giờ cha mình chỉ dành riêng phần cúng dường hầu hạ, còn ngài thì không cho ai hầu hạ hết? Bởi vậy cho nên thưa quý vị, lúc bây giờ ba người thái tử còn của người mẹ kế này mới bày ra một cái kế, một cái mưu trước, đó là họ phao tin ở tại biên cương có chiến loạn,
và họ cũng cho một số người thân tạo ra chiến loạn ở biên cương. Nhà vua biết được tin, cho nên sắc lệnh cho ba thái tử ra biên cương đỡ mã dẹp loạn. Ba thái tử đi và về tức tốc nhanh chóng, biên cương được an ổn. Nhà vua mừng rỡ quá. Nhà vua mới nói: ở giữa triều đình, ta sẵn sàng ban cho các con tất cả những gì các con muốn. Và thưa quý vị, ba người vương tử này nói như thế này là: bạch đức vua, chúng con chỉ có muốn được cúng dường hầu hạ Đức Phật mà thôi, chứ không có muốn gì khác. Thế là nhà vua nói không được, riêng gì thì chuyện, nhưng riêng chuyện này thì không được. Thì thưa quý vị á, ba thái tử cũng nói rằng: bạch đức vua cha, chúng con nếu như không có cúng dường được cho Phật thì chúng con cũng chẳng có cần cầu mong gì khác. Thưa quý vị, giờ làm sao? Quân Bắc Hí Ngôn trước triều đình đã hứa sẵn sàng cho tất cả những gì cần thiết, nhưng giờ nuốt lời sao được? Thành ra cuối cùng nhà vua phải thuận ý cho ba vị vương tử này được phép cúng dường Đức Phật. Và thưa quý vị, ba vị vương tử này cúng dường bằng cách nào? Ba vị vương tử này mới xác lệnh cho một vị gọi là quan tính tướng, giống như quan tính tướng vậy đó. Hồi xưa người ta dùng chữ gì ở Ấn Độ mình không biết, chứ mà đã khá là quan cấp tính. Xác lệnh cho vị quan này là: ta, ba huynh đệ ta muốn cúng dường cho Đức Phật ở tại cái tính đó, và ta xác lệnh cho các ngươi hãy xây dựng tinh xá gấp rút cho Đức Thế Tôn đến đó an cư kiết hạ trong 3 tháng, và cùng với 500 chúng đại tỳ kheo. Thế thì thưa quý vị, vị quan tính tướng này tức tốc thi hành mệnh lệnh và xây dựng một cái tinh xá tuyệt đẹp để thỉnh Đức Cổ Phật trở về tại chỗ đó mà an cư kiết hạ cùng với 500 chúng đại tỳ kheo. Thì thưa quý vị, trong thời gian an cư kiết hạ như vậy, tất nhiên Đức Phật đi khất thực và thuyết pháp độ sanh. Thành ra lúc đó có con trai của một vị thú kho của quan tính tướng. Con trai của vị ngân khố này và người vợ của ông ta, hai vị này có cái tâm kính ngưỡng Đức Phật tuyệt độ, tột độ, và có sự thành tín, cho nên họ cung kính, họ lắng nghe giáo pháp, và họ đợi sau khi mà việc cúng dường của ba vương tử xong thì họ phát tâm cúng dường cho Đức Phật. Thưa quý vị, khi mà họ phát tâm cúng dường Đức Phật như vậy thì vị quan tính tướng làm sao? Vị quan tính tướng nghĩ rằng là tại sao mình lại không có chịu cúng dường Phật? Cho nên nhà vua cùng với tất cả 1000 tùy tùng và kêu gọi muôn dân ở đó, ai muốn cúng dường thì cùng với nhà vua cúng dường cho Đức Cổ Phật thứ 18 này. Thưa quý vị, lúc đó cúng dường xong, trong cái sự cúng dường này nó có một cái nghịch duyên xảy ra. Đó là ở trong đó có nhiều người tùy tùng của nhà vua, họ sinh tâm đố kỵ, họ thấy Đức Phật chỉ ngồi không nói mấy lời, những đạo lý đó họ cũng chẳng cần phải thọ trì gì cả, tâm tư của họ chỉ là hạnh phúc ái dục thế gian, những đạo đức thanh cao là món hàng xa xí họ đâu có cần phải hướng tới. Cho nên họ thấy họ căm ghét, họ ghen tị, đố kỵ. Và họ thấy có những cái vị tỳ kheo kia tại sao chỉ có ngồi không suốt ngày mà được cung phụng hầu hạ bao nhiêu món ngon vật lạ như vậy. Cho nên họ mới tìm cách là họ ăn trộm bớt những cái đồ ngon ngọt kia. Không những ăn trộm không, mà họ còn gì? Họ còn nổi lửa đốt cả nhà kho, bởi vì họ sợ bị phát giác. Thưa quý vị, việc ngang đó, mọi việc cứ ngỡ là bình an. Nhưng thưa quý vị, cuộc đời vô thường tức là không có thường còn, rồi đây tất cả chúng ta đều bị hủy diệt. Chúng ta ngồi ngang đây gặp nhau là nhân duyên thù thắng, kẻ nối người nghe, cứ tưởng chừng như có gì là phức tạp lắm, nhưng chúng ta hãy nhìn xem định luật vô thường đang phủ trên đầu của chúng ta. Mái tóc chúng ta bạc đi, thân thể chúng ta suy kiệt, và sự tan rã tất nhiên phải xảy ra. Ngày xưa cũng vậy, nhà vua cũng thế,
Mỗi người cũng thế, đều phải hủy diệt. Nhưng cái gì đi theo chúng ta? Cuộc sống nó không dừng lại ngang đó, mà ác nghiệp và tâm thức chúng ta liên tục tái sanh ở trong kiếp luân hồi. Thế cho nên lúc đó quan tỉnh trưởng, các vị tùy tùng cúng dường, các vị vương tử, tất cả những người làm thiện ở trong duyên lành đó đều được sinh lên các cõi trời. Còn tất cả những người gian tham xen hay gọi là xen bớt gian lận của thường trụ Tam Bảo và còn phi đi, còn tấu tán gì, tấu tán cái tin tức, tức là chế đại tin tức, thì những người như vậy bị đọa vô ở trong địa ngục chịu khổ vô số kiếp. Và chịu khổ tới mức mà thế giới này hủy hoại thì họ sinh vào thế giới khác. Họ cứ đi qua đi lại các địa ngục chịu khổ vô lượng như vậy. Còn những vị cúng dường kia thì được sinh từ cõi trời này sang cõi trời khác. Hai cảnh giới thật là khác biệt. Và thời gian lâu xa như vậy, đến khi Đức Phật Ca Diếp Ba ra đời, đó là Đức Phật trong hiền kiếp. Trong hiền kiếp đầu tiên là Phật Ca Diếp, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Na Hàm, Phật Ca Diếp tới Phật Thích Ca. Trước Đức Phật Thích Ca là Đức Phật Ca Diếp. Khi Đức Phật Ca Diếp ra đời thì lúc đó có các oan hồn uổng tử. Là ai? Các oan hồn uổng tử này á, là những ngạ quỷ mà tiền thân của họ là những người làm ác kia, những người trộm đạo kia. Sau khi giải hết cái nghiệp ác trong địa ngục thì họ thọ sinh trở thành những ngạ quỷ này. Và ở trong kiếp ngạ quỷ này á, thì họ được cái phước nó hơn ở trong địa ngục, cho nên họ có chút thần thông và họ có cảm nhận được trong tâm tư của người khác. Cho nên hôm đó chúng ngạ quỷ đông đảo này á, họ nghe rằng á, là có nhiều cái công đức đang ban tặng cho ta. Và họ nhận ra được là công đức đã hướng vào họ. Công đức này từ đâu mà có? Đó là con cháu nhiều đời nhiều kiếp của họ, cách đây 92-20 kiếp. Mặc dù họ làm ác nhưng mà con cháu của họ còn sống đó. Những người đó họ là cái tổ chức hàng năm cúng thí, lễ cúng dường cho oan hồn uổng tử. Và họ cứ cúng xong họ nói rằng: nguyện cho tất cả công đức lành này hướng tới ông bà tổ tiên của tôi, hướng tới tất cả những người mà sanh thành dưỡng dục ra tôi ở trong vô lượng kiếp được no đủ, được hạnh phúc. Họ nhiều khi con cháu họ không biết tổ tiên họ là ai nữa, nhưng mà họ cứ cúng và họ cứ hồi hướng như vậy. Chúng ta thấy rằng Đức Phật cớ như vậy, từ rất lâu loài người chúng ta cũng đã có việc là cúng tế ông bà tổ tiên, cúng hồi hướng cho các loài ngạ quỷ này rồi, phải không? Ở trong kinh điển này ghi lại chứ không phải một câu chuyện ngủ ngon mà thầy dám đem ra đây. Bởi vì đây là một nội dung được rút ra từ trong kinh Tạng Hán Hôi. Các vị có thể tìm hiểu ở trong Tiểu Bộ Kinh Phẩm Con Rắn bài kinh số 5. Ý cứ nó là như vậy. Thì thưa quý vị á, lúc đó chúng ta thấy rằng là các vị này cứ hồi hướng và chúng ngạ quỷ này họ nghe được. Cho nên, nhưng mà tại sao họ không có nhận được cái công đức này, họ không ăn được gì hết? Thì lúc đó bắt đầu họ mới kéo nhau đến hỏi Đức Phật Ca Diếp. Họ hỏi rằng: bạch Đức Thế Tôn, nhiều đời nhiều kiếp con cháu của con mỗi năm cứ làm những cái việc siêu độ và nguyện đem công đức lành này hướng tới chúng con và cầu mong chúng con được hạnh phúc no đủ. Vậy thì bao giờ chúng con mới nhận được cái gỗ đó? Bao giờ chúng con mới nhận được cái hoàn cảnh sung sướng đó? Lúc đó Đức Phật Ca Diếp nói rằng: hiện tại các ngươi chưa có nhận được điều này đâu. Bởi vì nghiệp lực của các ngươi còn quá nặng, mà nhân duyên chưa đủ để các ngươi nhận phước báo này. Các ngươi hãy đợi thêm một thời gian nữa, đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Và ở trong thời đại đó có một vị vua tên là Tần Bà Sa La.
vua Tần Bà Sa La vốn là quyến thuộc với các người ở trong kiếp xa xôi vừa trước đã cúng dường cho Đức Cổ Phật thứ 18. Chính vị vua đó mới là người giải đi cái nghiệp khổ của các ngươi, và các ngươi sẽ nhận đầy đủ tất cả những phước báo mà ngày hôm nay con cháu của các ngươi đã hồi hướng. Chúng ta thấy câu chuyện này diễn tiến rất là ly kỳ, không gian to lớn, nhân quả không sai chạy. Thưa quý vị, lúc đó các loài quỷ này chờ đợi và họ tìm kiếm vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La sinh ở đâu, họ tìm kiếm tới đó. Nhưng thưa quý vị, lúc đó đâu có dễ dàng để tìm kiếm ra, bởi vì vua Tần Bà Sa La, ba vị vương tử và cả ngàn người cúng dường kia, họ đều ở các cõi trời. Đến khi Bồ Tát Hộ Minh trên cung trời đâu xuất thấy năm tướng suy hao và quyết định ra đời ở thế giới Ta Bà, thì lúc đó thông tin Thế Tôn chuẩn bị thị hiện đảng sanh ở tại hoàng thành Ca Tỳ La Vệ. Các thiên chúng các tầng trời họ nghi vang động hết, và các vị có cái tâm mong cầu đạo xuất thế, họ lập tức nhập vào trong định lực để xả bỏ mạng sống của chư thiên. Ở trong đó tiền thân ba vị vương tử là ba vị vua trời, tất cả cùng với chúng độ họ rơi khỏi các cõi trời và đảng sanh thái, gọi là tái sanh trong giai cấp Bà La Môn ở tại vương xa. Thì lúc đó họ ra đời theo cái hạnh tu của họ mà Phật thì chưa chứng thành, cho nên họ cứ tu một cách khắc khổ phạm hạnh, và họ trở thành ba vị đạo sư trưởng lão kỳ túc ở trong tôn giáo thờ thần lứa, và họ trở thành những vị đạo sĩ bệnh tóc, họ để tóc dài và bệnh lại, thắt rít lại. Lúc đó khi Đức Phật ra đời, Đức Phật thấy cái túc duyên của những vị này sẽ gặp duyên và ta giáo hóa, cho nên Đức Phật mới tìm tới. Và khi giáo hóa họ thì câu chuyện này được Đức Thế Tôn kể lại, và chúng đệ tử của ba anh em Ca Diếp cũng đang ngồi đó, họ nghe, họ thấy được tất cả nhân duyên kiếp này chết đi sinh kiếp khác, nhân quả luân hồi không bao giờ sai chạy. Lúc đó thưa quý vị, nhà vua mừng quá. Nhà vua nghĩ như vậy rất là mừng. Và nhà vua về, nhà vua mới thiết lễ bố thí và chẩn thí cho cô hồn, cho những loài ngạ quỷ mà có duyên với ngài. Nhưng khi đang thiết vàng chẩn và nhà vua cầm hương lên khấn nguyện, nhưng ở trong tâm của nhà vua thì vì quá kính thương Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, thành ra thân thì cầm nhang đứng đó, nhưng mà cái đầu cứ nghĩ rằng hiện giờ không biết Đức Thế Tôn đang ở đâu, Thế Tôn đang làm gì, ngài như thế nào, trong khi các loài ngạ quỷ kia là chờ được cái cơ hội để lãnh được cái công đức này. Nhưng mà trong đầu của nhà vua cứ nghĩ Đức Thế Tôn thôi, thành ra họ không có nhận được bất cứ một chút công đức nào. Các vị hiểu chỗ này không ạ? Tâm mình cúng á, là mình phải chuyên nhất chỗ đó. Ngày xưa ở Bình Định có một vị hòa thượng khá kính, ngài chuyên về các cái khoa nghi chẩn thí này, và ngài đi chẩn, nhưng mà hôm đó ngài quên khóa cái cửa chùa, thành ra khi lên giàn chẩn ngồi, ngài cứ nhớ cái chìa khóa. Và tới chẩn xong tối về thì ngạ quỷ về chùa lách võng của ngài và nói: thưa ngài, ngài cho tụi con toàn là sách không mà ăn có được. Cái đạo lý đó nó nằm ở trong kinh ấy, nó y chang như vậy. Và các vị thầy ngày xưa có trách nhiệm trong pháp sự của mình, cho nên ngài phải tự thân bỏ tiền ra thỉnh các thầy tới thuyết cái lễ chẩn và cúng trở lại đàng hoàng. Cho nên ngày xưa tại sao quý ngài một tháng chỉ chẩn được một lần, không dám làm nhiều hơn, vì sợ tâm mình không đủ định lực chi phối. Cho nên cái việc cúng bái nó không phải là
ơ a lư hương xả nhiệt, coi như nhất tâm triệu thính cho nó xâm chuyện đâu. Hoặc là không thể nào mà tâm tư tán loạn được đâu. Nhà vua ngày xưa cũng vậy, nghĩ đến Đức Phật thôi mà công đức nó không đến với ngạ quỷ, cho nên ngạ quỷ họ buồn bực, họ tha oán, họ chờ đợi quá lâu rồi, họ khổ cực quá nhiều rồi, họ mong cái giây phút này nhưng mà bây giờ không có được. Thì các vị nghĩ xem, giống chúng ta chờ đợi khát khao theo phù hộ giúp đỡ đủ cách để cuối cùng nhận được một cái kết quả là không có gì hết trơn, thì sự oán hận này biết bao nhiêu, và cái số của họ quá đông, cho nên á họ mới đem cái ảnh hưởng từ tâm thức của họ đi vào trong hoàng cung và họ đứng bên các cửa sổ, họ cứ tạo ra tiếng hú, tiếng thét, cái tiếng rùng rợn và khiến cho tất cả hoàng cung ai ai cũng khiếp sợ, trong đêm đó không ngủ được. Đây gọi là hồn ma bên cửa sổ, có phải vậy không hả? Đưa tài thầy nói có đúng không hả? À, thầy nói đưa tài này không sai chút nào. Và lúc đó nhà vua kinh rợn, cho nên nhà vua bắt đầu mới sáng sớm ra là lập tức đến hội Đức Phật. Nhưng mà Đức Thế Tôn, tại sao hoàng cung của con như vậy? Không biết cái điểm này là gì mình xảy ra và chuyện gì sắp tới đây? Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới nói rằng: chúc mừng Đại Vương, Đại Vương sắp tới sẽ nhận được rất nhiều điều kỳ diệu ở trong Phật Pháp, cho nên chúng ta gặp ma chưa phải là xui. Phải không ạ? Thế nó tùy theo cái việc làm của chúng ta nữa, chứ không phải là nói là đi gặp ma là xui đâu. Cái chuyện xui hơn là tùy theo quan điểm nghe. Người Việt Nam chúng ta mới sáng đi ra gặp bà có chúa, trời xui xíu. Mà người Hoa họ gặp bà có chúa họ mừng lắm, bị một lời hai. Phải không ạ? Thế nên cái văn hóa này xui xíu là tùy theo cái tà kiến của chúng sinh, chứ không phải chân lý. Chân lý ở chỗ là chúng ta đang làm cái gì trong cuộc sống này. Hãy nhìn xem ngày nào mình có tâm ý tốt, nói lời hay, làm việc tốt, ngày đó là ngày tốt. Còn cái ngày nào mà mình phiền não, nói lời sau lời ác khẩu, lưỡng thiệt, rồi thân có thể làm những cái việc sai quấy, là biết ngày đó là ngày xấu rồi, có phải không hả? Tại sao? Bây giờ chắc chắn cái ngày đó là cái ngày mà mình sẽ nhận lấy cái quả báo khổ lụy ở trong một kiếp nào đó, hoặc trong một thời gian nào đó. Nhân quả không bao giờ sai chạy. Cho nên thưa quý vị, lúc đó nhà vua trình lên Đức Phật, và Đức Phật mới nói rằng là: vì Đại Vương cúng dường cho oan hồn ngạ quỷ, cho tổ tiên, mà không có chịu nghĩ đến họ, không có chịu hồi hướng công đức sang họ, mà chỉ nghĩ đến ta. Do vậy cho nên tâm không khởi, thành ra họ không nhận được cái gì. Nhà vua bèn hỏi Thế Tôn rằng: vậy thì giờ con phải làm sao? Thế là Đức Thế Tôn dạy cho nhà vua cái phương pháp cúng dường. Nhà vua thiết trai, và đối tượng cúng dường tối hậu tối thượng nhất đó là cúng dường những đấng thanh tịnh. Đấng thanh tịnh thế gian này chính là Đức Phật, là Bồ Tát, là các vị thánh hiền, bởi vì họ là ruộng phước cao quý. Và nhà vua phát tâm cúng dường, được Đức Phật dạy là hãy đem cái công đức đó, công đức lành đó mà hồi hướng cho họ. Thì thưa quý vị, khi mà nhà vua hồi hướng cho họ, thì nhà vua Đức Phật dạy nhà vua nghĩ như thế nào? Nghĩ rằng là gì? Là hãy nguyện cho công đức bố thí cúng dường này giúp cho tất cả oan hồn uổng tử, cho tất cả ngạ quỷ, cho tất cả mọi loài chúng sanh khổ não được no đủ, được hạnh phúc, được vui vẻ. Cái đây là một bài học cho chúng ta. Nếu chúng ta làm tất cả mọi công đức mà như là quán tính, thậm chí làm mà không hiểu, không biết cách dụng tâm, thì nó chỉ mang tính mê tín mà thôi. Tại nó thật sự mê tín, mà thậm chí làm trò cười cho thiên hạ. Thầy ở bà con thầy ngày xưa có một cái thằng em, nói thằng em nó lớn không già thì 2 tuổi, do cái dòng tộc thầy nó, cái vai gối thầy nó lớn. Thầy nói là cái chú em này á, ngày Tết đi về cúng đưa ông Táo về trời, mà Tết thường thường người ta tất niên, thành ra chú ngày ngày xây
chú khấn vái ông Táo. Chú khấn làm sao các chị biết không? Cô vợ làm mọi thứ để trên bàn rồi, chú đâu có biết khấn làm sao. Chú cầm ba cây nhang, cái rồi cái chú đợi chú đứng chú nói. Chú nói thôi, năm tới tối cũng có gì, giờ này cuối năm tôi tiễn ông đi giờ trời, nhớ nói những lời tốt đẹp giùm cho tôi. Và giờ đây xin mời ông một ly. Cúng mình chưa có rượu mà, cúng một ly, rót cho ông Tháo một ly. Và chú bưng lên, thôi thì tôi kính ông một ly. Thế là ông Tháo một ly, chú một ly tiếp. Chú làm thêm có ba ly xong nằm chỗ. Cho nên chúng ta thấy thì cúng kính như vậy, họ không hiểu gì cả. Họ rập khuôn, họ làm những việc vớ vẩn, họ bị ảnh hưởng những cái truyền thống đó. Bởi vậy cho nên người đời họ coi thường, họ không hiểu được cái tác dụng của tâm thức. Thành ra thưa quý vị, khi chúng ta cúng ông bà tổ tiên, chúng ta nguyện cho tất cả thực phẩm này, công đức này khiến cho giúp cho ông bà tổ tiên được no đủ, được hạnh phúc. Ít nhất là chúng ta phải có tâm tư như vậy, sự thành kính như vậy. Nếu như đọc được tên của họ thì chắc chắn rằng cái công đức đó nó sẽ đến thánh với tên người đó chứ không qua tên người khác. Cho nên cúng phải có tên. Thành ra mới có chuyện là dân sớ nè, các thầy quỳ tôi hết hơi nè. Đó, chứ không quỳ là buồn đó nha. Nó như vậy đó. Nhưng mà đó là cái nguyên tắc mà phải giữ, phải làm. Nhất định phải có một người nào đó xướng tên ra, thì lúc bây giờ công đức đó nó sẽ hồi hướng đến. Và như vậy thì thưa quý vị á, khi Đức Thế Tôn dạy những cái lời như vậy, và lúc đó Đức Phật còn làm sao? Đức Phật mới dùng thần lực của Ngài, Đức Phật khiến cho nhà vua thấy như thế này. Đó là khi nhà vua bưng nước lên, bắt đầu rửa chân Đức Thế Tôn và cúng dường nước cho Ngài. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới, và khiến cho nhà vua nghĩ rằng là hôm nay, còn xin lỗi, các loài ngạ quỷ lúc đó là họ mừng lắm, họ đang đứng chờ sẵn rồi. Và họ nói rằng là hôm nay chúng ta sẽ được hưởng cái món gì đó. Họ nói như vậy rồi, bây giờ họ đứng đầy hết, đứng chỗ này chỗ kia. Lúc đó Đức vua muốn cho tất cả cho nhà vua, xin lỗi, Đức Thế Tôn muốn cho nhà vua có cái tín tâm xác chứng rõ ràng chứ không phải là một sự mơ hồ. Thành ra Đức Phật mới giúp cho tâm nhà vua thanh tịnh và có được cái đôi mắt nhãn tịnh. Lúc đó khi mà dân cúng đầu tiên, đó là cúng nước rửa tắm, thì lúc bây giờ tự nhiên nhà vua nhìn thấy ngạ quỷ, trước mặt ngạ quỷ hóa hiện ra rất nhiều những cái hồ sen, nước mát mẻ. Và ngạ quỷ sống trong cảnh đối khắc nóng bức, cho nên thấy những hồ sen phù hợp với mình, thành ra họ vào họ tắm mát mẻ. Sau khi họ tắm xong thì thân thể của họ nó không còn đen đuôi lửa cháy nữa, mà nó trở nên nhẹ nhàng thư thới và tỏa ra ánh sắc vàng rực rỡ. Đó là những gì ghi lại trong kinh. Và sau đó nhà vua tiếp tục là cúng dường cháo, các thức ăn cho nhà, cho Đức Phật và đại chúng. Thì lúc bây giờ nhà vua cũng khởi cái ý nghĩ là hồi hướng như vậy. Thì lúc đó tất cả tự nhiên á, các loài ngạ quỷ kia họ thấy trước mặt của họ có quá nhiều thực phẩm, thậm chí những thực phẩm ngon ngọt như là thực phẩm chư thiên, gọi là cam lộ thiên. Đó là lúc đó nhà vua mới thấy như vậy, và họ ăn uống no đủ, và tất cả những cái nỗi đau khổ triền miên ở trong nhiều kiếp giờ đây được tan biến. Tâm tư của họ không còn đối khắc cực khổ để tìm cầu về thức ăn nữa. Rồi sau đó thì sao? Nhà vua mới dâng cúng y phục cho các vị tỳ kheo. Nhà vua dâng cúng tòa sàng, dâng cúng tinh xá lên Đức Phật. Và dâng cúng xong như vậy thì lúc đó bắt đầu các loài ngạ quỷ này á, họ thấy trước mặt của họ là gì? Đầy đủ là có rất nhiều, gọi là họ thấy có rất nhiều cung điện, có rất nhiều gọi là thiên cung đẹp đẽ như các cõi trời. Thì chúng ta thấy ngay trước mắt các loài ngạ quỷ kia họ hóa sanh dần dần, cái nỗi khổ của ngạ quỷ tan biến, và giờ đây thực phẩm cam lồ thiên cung của cõi trời hiện ra trước mặt của họ. Cho nên tất cả những cái người bà con quyến thuộc của vua Tần Bà Sa La cách đó 92 kiếp về trước, bây giờ họ trở thành một đời sống thiên thần. Đó là nhờ công đức
của vua Tằng Bà Sa La giúp họ như vậy. Và ba cái cánh màu nhiệm đó được Đức Thế Tôn dùng thần lực của Ngài giúp cho vua Tằng Bà Sa La chứng biết rõ ràng. Từ đó nhà vua trở thành một cái gì? Trở thành một một cái vị Phật tử vua thuần thành khá kính, và nhà vua sống suốt đời tuân thủ theo giáo pháp của Phật. Và chúng ta nhớ ác nghiệp của nhà vua sau này có trả một chút, đó là vua A Xà Thế xoán ngôi, nhưng nhà vua tự tại, bởi vì nhà vua thấy được cái duyên trong ba cõi. Thành ra mặc dầu giam ở trong nhà giam bởi canh gác của 7 tầng cửa, nhưng mà nhà vua tự tại, không có một chút phiền não, bởi vì cái tâm thái của nhà vua sống thanh tịnh và sự an ổn tràn lấp cả châu thân rồi. Thành ra không có gì làm cho nhà vua mà thối thắt tín tâm hay là sinh phiền não nữa. Thưa quý vị, như vậy thì sau cái buổi mà trai tinh cúng dường đó, không những đức vua mà các vị đạo sư gọi là đạo sĩ bệnh tóc, đó là ba vị vương tử ngày xưa, họ cũng ngay lúc đó đắc pháp nhãn tịnh. Rồi cái số lượng đắc pháp nhãn tịnh thì không thể nghĩ bàn. Và thay vì nói cái gì cho nó phức tạp, Đức Thế Tôn không có nói, Ngài chỉ có đúc kết lại ý nghĩa công đức và lời chúc phúc bằng 12 cái vế mà được ghi lại trong kinh. Ở đây thầy xin phân tích nhắc nhở cho chúng ta thấu hiểu được chân lý sau khi nghe một câu chuyện thật là kỳ diệu và màu nhiệm này. Đức Phật nói rằng ở trong cảnh giới của ngạ quỷ, chúng đứng ở bên ngoài những vách tường và những ngã tư đường, chúng đi đến nhà riêng của người thân của chúng, và chúng thường đứng ở bên cửa sổ ở dưới những cái trụ gốc ở những cái trụ cây. Tất nhiên là những loài này không dám vô ở trong nhà, không dám vô ở trong nhà nha. Mở ngoặc ra, tức là có những loài nó cũng liều nó chui vô, nhưng mà cái loài này nếu như các vị thắp cây hương khấn ở trong nhà và mong cho tất cả những cái loài nào ẩn hình khuất mặt tôi người phạm mất thị, không biết các vị, nếu như các vị có ở trong nhà xin mời các vị đi ra cho. Đó là mệnh lệnh của chúng ta thì họ phải tuân hành, còn nếu không thì nhiều khi họ không biết, mình không mời họ ra họ không biết. Và nhiều khi trong nhà có khi vợ chồng nó sụt rụt chuyện này chuyện kia, có khi con để con ra chút xíu cứ nó khóc hoài, những loài ngạ quỷ này cứ trọt lét ha, nó trọt lét nó đùng trong bụng nó làm nó nhỏ khóc hoài thôi. Mà các vị nghe là thầy làm như vậy tự nhiên nó hết rồi, đừng có lo. Nhiều khi có những đứa nhỏ khóc cả đêm tội lắm, thầy cũng gặp rất nhiều trường hợp như vậy đó. Nhưng mà khi mình hiểu các cảnh giới như vậy thì mình biết cách chuyển hóa và khắc phục. Cho nên đạo Phật chúng ta là khoa học và siêu khoa học, chứ không phải là cái biết mang tính là mơ hồ đâu. Và tất nhiên có một số vị họ rập khuôn mơ hồ, bởi vì họ không biết, thành ra họ rập khuôn mà chúng ta không hiểu rằng họ không biết. Chứ còn nếu chúng ta có học, có nghiên cứu tìm hiểu, chúng ta thấy rõ hết tất cả mọi việc tường tận. Thì tới vị á, Thế Tôn mô tả như vậy, đó là cảnh giới của họ. Tại vì ai cũng có người thân, và người thân của họ, người thân chúng ta mất đi, nếu như lỡ đọa vào những cảnh giới này thì họ biết nương nhờ vào ai? Tất nhiên là họ nương nhờ vào chúng ta, những người mà họ sinh ra, những người họ có công tác thành, những người mà kế tiếp cuộc sống của họ ở thế gian này, họ nhờ sự giúp đỡ, cho nên họ đến như vậy đó. Và Thế Tôn nói rằng họ đang tồn tại như vậy, mặc dầu có nhiều đồ ăn thức uống, những vật thực cứng có mềm có được dọn ra, nhưng không ai nhớ tới họ là bởi vì nghiệp lực của họ. Mặc dầu người thân con cái cũng không nhớ tới họ, cứ họ dọn ra đồ ăn đồ dẹp giống như là không có mặt của họ, không ai nhớ, bởi vì cái nghiệp phàm chúng ta không có tiếp xúc được cảnh giới này và không thấy được cảnh giới này. Cho nên họ chỉ chờ đó và đối rồi đi rồi than oán cứ vậy thôi, cứ sống vất vướng từ kiếp này sang kiếp khác. Đó là ý thứ hai mà Đức Phật muốn khai thị cho chúng ta. Ý thứ ba Đức Phật nói thế này: bởi vậy những người có lòng thương là hãy nên làm những đồ bố thí, và bố thí đúng thời thượng vị thuần tịnh nhất. Bố thí đây không có nghĩa rằng bố thí cho những người nghèo khổ,
mà tất cả những công đức lành chúng ta làm được cho người khác, ở trong ruộng phước mà chúng ta hướng đến, đó là Đức Như Lai, Bồ Tát, Chư Tăng, những người đang từng bước gột rửa phàm phu của mình mà tiếp nhận phạm hạnh của Như Lai. Những người như vậy là những người đang từng bước, họ vung trồng, họ cày xới mảnh đất tâm của họ, khiến cho ruộng phước trở nên tươi tốt, và chúng ta gieo vào đó công đức nhiều hơn là những cái chúng sanh buông lung phóng túng và ô trược, phải không ạ? Chứ như chúng ta cho một con người ăn mà người cái phước của nó tất nhiên phải lớn hơn cho một con vật chứ, cái đó là điều đương nhiên thôi. Dạ thì thưa vị á, Thế Tôn dạy chúng ta là bố thí đúng thời. Đúng thời là đúng như thế nào hả? Đúng thời là đúng như thế nào? Cho người ta ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi nào có phước hơn, buổi nào có ít phước hơn? Vâng, buổi sáng cho ăn nhẹ, Phật dạy cho ăn nhẹ, đừng cho ăn cứng bụng. Ăn cứng bụng nằm gãi ruột ngủ như trừ bát giới, thành ra là không làm được gì cả. Còn buổi trưa cũng vậy, ăn sẽ làm việc tạo ra được lợi ích gì đó. Nhưng buổi chiều á thì ăn không có sức khỏe nhiều, và đôi khi chỉ là cái kết quả của sự hướng dục, hoặc là buổi chiều rồi người ta cũng không làm gì nữa. Thành ra cái thực phẩm được cúng đó, nó không tạo ra được cái năng lượng gì hay ho hơn. Vì vậy cho nên á, cúng dường buổi sáng và buổi trưa phước nhiều hơn là cúng buổi chiều và buổi tối. Hiểu chưa hả? Chúng ta hiểu cái lý do nó như vậy, nhận ra cái lý do, tức là cái giá trị thực phẩm chúng ta dâng cúng nó tạo thành ra một cái gì. Cái đó là giá trị đạo đức tu hành, hoặc là cái giá trị lợi dưỡng gì đó nó tạo ra, chứ không phải rằng mình gieo vào một cái chỗ mà cuối cùng nó không ra kết quả gì thì nó thật là uổng, phải không ạ? Rồi tiếp theo nữa, cũng đúng thời. Đúng thời là lúc mà người ta đi xa, người ta cần rất nhiều sự giúp đỡ, hoặc là người ta mới đến, người ta cần định cư, khó khăn trên bờ. Như vậy thì, hoặc là cũng những lúc mà người ta bệnh, người ta cần sự chăm sóc, những lúc như vậy chúng ta gọi là đúng thời. Rồi cúng gì, cúng thượng vị, tức là đã cúng, đã cho thì cho đồ ngon. Trong lý nào đồ ngon mình chơi, đồ dở mình cho. Đã cho là cho bằng cái tấm lòng của chúng ta ngon ngọt, phải không? Rồi thuần tịnh, tức là không có tạo cái nhân ác đức mà có được thực phẩm này. Ví dụ như chúng ta giết hại để có được cái tài sản này mà đem dâng cúng, hay là chúng ta đi ăn trộm rồi chúng ta cúng. Như vậy thì cái ý nghĩa mà tài sản chúng ta tạo ra nó không có thanh tịnh, hiểu không ạ? Cho nên là chúng ta Phật tử giữ năm giới trang nghiêm và kiếm ăn làm việc ở đời, có được tài sản đem cúng dường, của đó là của thanh tịnh. Còn chúng ta không giữ giới, mà trong quá trình không giữ giới đó để tìm cầu được tài sản, đem tài sản ra cúng, tài sản nó không có thanh tịnh. Và không thanh tịnh tức là cái vật tạp uế thì cái phước của nó tất nhiên không trong sáng. Nó cũng có chứ, mà eo uột thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là cúng dưỡng đúng thời, thượng vị và thuần tịnh, đó là những yếu tố mà chúng ta cần lưu ý. Hồi trước đây Thầy có nhắc với các vị rồi, một người cúng dường phải thành tựu 9 công đức. Công đức thứ nhất là gì? Công đức thứ nhất là có tín tâm hiếu nhân quả luân hồi. Công đức thứ hai là gì? Công đức thứ hai là gì? Là có nguyện lực, tức là có cái sự hồi hướng tới một đối tượng nhận được. Cũng giống như nhà vua muốn cho thì phải nghĩ tới những cái người mình muốn cho chứ. Tại sao lúc đó cứ cầm nhang đứng đó mà nghĩ Đức Thế Tôn ạ? Như vậy thì họ không nhận được. Thành ra phải có nguyện lực hướng đến rõ ràng thì cái tác dụng nó mới chuyển đến được. Rồi thứ ba là bất sát, tức là chỉ cho những người mà đừng có sát hại, và cái tài sản thực phẩm mà có được đó không phải do sát hại, cũng không thể nào giết con này con kia rồi đem cái thịt đó mà đi cúng dường. Như vậy thì không có phước. Đó là thành tựu công đức thứ ba. Công đức thứ tư, về phương diện của thực phẩm thì có ba công đức, đó là công đức gì? Công đức sắc, công đức hương và công đức vị. Đó là ba công đức tiếp theo. Thứ tư là sắc, thứ năm là hương, và thứ bảy là thứ sáu là vị. Như vậy thì sắc tức là cái màu sắc, cái hình sắc, cái vật đó phải có sắc, chứ không thể nào ấy mình ngồi mình kiết ấn thế này, mình nghĩ ra bao nhiêu là sơn hào hải vị đi cúng dường, nó không có sắc.
Không có sách thì không thể no bụng được, hiểu không hả? Tại vì phải no bụng phải có cái sách, có cái phẩm vật đàng hoàng, chứ không thể nói rằng là tôi đem mặc chú, tôi cúng dường, tôi không cần sắm sửa hương hoa trà quả, như vậy là không có được. Không có sách là không thành công, phải có sách. Và cái vật đó có mùi hương hả? Còn không có thì thắp hương lên, còn không có thì mình xin dầu thơm vô. Tức là phải có hương, phải không ạ? Rồi gì có vị. Cái vị tức là cái vị ngon ngọt theo cái ngon ngọt theo cái khái niệm của mình nha, khái niệm của mình tức là phải có vị, chứ không có thể nào mà cúng một thực phẩm vô vị hay là thực phẩm đã tanh hôi đã ương rồi mình ăn được không. Đó. Có một số người lơ là trong việc này, không để ý, thành ra cúng cái vị nó không có tốt, nó không phải là thượng vị, thành ra thưa vị á. Như vậy thì trong cái việc người cúng dường và thực phẩm cúng dường thành tựu 6 công đức đó, và đối với người nhận, đối tượng nhận phải thành tựu 3 công đức đó là gì? Đó là họ là những người có trí tuệ, những người thực tập thiền định và những người giữ giới tu hành. Ít nhất là những người có phẩm cách cao quý. Những người gì? Những người có sự hiểu biết thông thái. Tại vì họ hiểu biết cái ý nghĩa cúng dường này và giá trị, và trong cái hiểu biết của họ, họ sẽ chuyển tải một nguồn năng lượng mới đẹp hơn cho đời. Và những người thực tập gì? Những người thực tập thiền định. Thiền định đây không phải là nó khác với tịnh độ, thầy nhắc rồi, tức là tĩnh lự chứ không có dùng chữ là thiền. Tại vì khi dùng chữ thiền nó có cái xu hướng là khác với tịnh độ, với mật. Còn Thế Tôn dạy là tĩnh lự, sơ tĩnh lự, nhị tĩnh lự, tam tĩnh lự, tứ tĩnh lự, đó là bốn con đường đến các cõi trời. Tĩnh lự tức là làm cho các pháp hữu lậu lắng dịu dẫn tới tan lụi, gọi là tĩnh lự. Dùng chữ như vậy ấy, nó đúng nghĩa chuyển tải trong tư tưởng triết học của Phật, chứ đừng có dùng theo cách mà định hình và tông phái rồi tự nhiên mình mâu thuẫn lẫn nhau, tự nhiên cái mình chia Phật giáo ra đủ phi hết, thành ra rốt cuộc trong đó nó hiện ra đầy nhân ngã, là người không hiểu về chánh pháp của Như Lai. Như vậy thì thành tựu chín công đức đó là công đức cúng dường. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy nhà vua được Đức Phật dạy là gì? Phải thành tựu những công đức đó, đem công đức đó hồi hướng cho cứu quyền thất tổ, hồi hướng cho tất cả những người khuất mặt. Thế Tôn dạy hãy khấn như thế này: xin cho những phước này thấu đến những quyến thuộc của chúng tôi, cầu xin cho những quyến thuộc của chúng tôi được hạnh phúc. Đó là câu nguyên văn Đức Phật dạy như vậy: xin cho những phước thí này thấu đến quyến thuộc của chúng tôi, và cầu xin cho những quyến thuộc của chúng tôi được hạnh phúc. Khái niệm như vậy chúng ta nhớ không? Khi ít nhất chúng ta khấn là nhớ như vậy. Có người cầm cây nhang đứng trước bàn thờ thầy hỏi đứng làm gì đó, con cũng không biết làm gì nữa. Trả lời như thế là không rồi, phải biết chứ, sao không biết làm sao mà có kết quả được. Thành ra là ít nhất là phải học câu này nha, không nhớ thì phải chép xuống nha, rồi ít nhất là mình cầm đọc lên nha. Như vậy á, đó là cái phép cúng như vậy. Rồi từ đó từ đây nó mới ra những cái tục là cái văn khấn này kia. Văn khấn nó đều nằm trong ý nghĩa này, chứ không có gì phức tạp hết á. Rồi tiếp theo thưa quý vị, Thế Tôn nói ý thứ tư như sau. Và sau đó thì sao? Thì những chúng sanh quyến thuộc này á, đã quá vãng này á, họ sẽ tụ họp ở đó, họ sẽ tỏ cái sự tùy hỷ công đức với tất cả những đồ ăn thức uống dồi dào, và họ nghĩ rằng sự trường thọ hãy đến với quyến thuộc của chúng ta. Nhờ họ mà chúng ta có được tất cả sự tôn vinh và tất cả sự no đủ này. Và những người cho ra không phải không có kết quả phước báo tốt đẹp. Đó là khi cho các loài ngã quỷ, những loài quá vãng, họ sẽ có ý nghĩa như vậy. Khi họ nhận được thực phẩm, họ được biết ơn như vậy. Và tất nhiên là chúng ta được sự ủng hộ, chúng ta được sự giúp đỡ của ông bà tổ tiên. Ngày xưa ông bà mình có câu nói này, đó là âm đức. Hiểu gì âm đức chưa? Cái âm đức nó sinh ra trong hành động này, âm đức nó là như vậy đó. Rồi tiếp theo thì sao? Thế Tôn nói rằng là bởi vì sao như vậy? Bởi vì trong cảnh giới của các loài ngạ quỷ, những chúng sinh đã quá vãng của chúng ta, ở đó không có sự trồng trọt, ở đó không có chăn nuôi gia súc, ở đó không có làm bất cứ một cái ngành nghề gì hết.
Tại vì ở trong môi trường đó là môi trường hoàn toàn thất nghiệp. Hả? Sự thật là vậy, không có làm gì hết, không có chuyện gì làm, và không có làm được cái gì hết. Thì cái môi trường đó nó như vậy, đụng đâu là lửa cháy đó, đụng đâu là gai nhọn đó, đụng đâu là khô cằn đó. Bởi vì trong tâm của họ sống bởi một cái lòng tham và hướng hết tất cả cái phước lạc rồi. Thành ra họ nhìn thấy tất cả đều là khô cằn, đều là sối đá, đều là lửa cháy và đều là chết chóc. Thành ra cho họ nhìn thấy như vậy đó, ngay cả nước mà họ nhìn thấy cũng là máu. Cho nên họ không bao giờ uống được cái nước. Điều này tôn giả Mục Kiền Liên đã thấy nhiều loài ngạ quỷ đi lang thang trên dòng sông Hằng và cứ than khát nước. Khi ngài vừa chứng lục thông thấy lạ kỳ quá, vừa hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao con thấy họ đi như vậy, họ cứ than nước mà nước chảy như vậy họ không uống đi? Thì Phật mới nói rằng cái nghiệp của loài đó nó như vậy, nó nhìn thấy dòng sông là một dòng sông máu. Bởi vậy cho nên cần phải nhờ chư tăng đọc những câu thần chú hộ pháp khai yết hầu, giúp cho những loài này á thấy nước là loài thực phẩm của nó, lúc bây giờ nó mới hướng được. Còn nếu như tâm nó không được khai, miệng của nó không được mở ra, thì không thể nuốt được thực phẩm này. Ở trong hoàn cảnh đó không có gì hết, nhưng khổ thay là không chết. Không chết. Cũng có những loài ngạ quỷ lâu lắm tuổi thọ cả ngàn năm. Có những con thân hình to lớn dài tới 10 do tuần. Một do tuần chúng ta hình dung bằng thời gian của con ngựa chạy một ngày. Mà 10 do tuần như vậy thì chúng ta hình dung là cái thân to lớn tới mức nào. Nhưng khổ thay, cổ thì như cái kim thôi. Thành ra ăn suốt ngày suốt đêm cũng không có no được. Do cấu trúc hình hài của nó như vậy, nó khổ như vậy. Trong quốc độ đó, trong thế giới đó, không phải là thế giới chúng ta. Chúng ta không thấy được hết, không hiểu được hết. Ở trong thế giới đó nó là như vậy. Không có việc gì làm, tất cả đều thất nghiệp. Giờ nhà nước có giúp được nữa, cứ vậy bao nhiêu cái chắc là cũng chẳng xài được. Vàng mã các vị có đốt tới, họ cũng chẳng lấy được đâu. Hiểu không này? Không có chuyện rằng là cúng tiền mà cúng đô la nữa. Đốt vàng mã đô la nghe không? Người Việt Nam chúng ta kỳ lạ lắm, và chúng ta sinh hoạt trong những văn hóa ngớ ngẩn. Chẳng hạn như là Nam Mô Di Đà Phật tiếp dẫn cho ba mẹ con sanh về Tây Phương Tịnh Độ, nhưng mà đốt vàng mã đô la cho họ xuống âm phủ xài. Trời ơi, muốn họ về Tây Phương Tịnh Độ mà đưa tiền họ xuống âm phủ xài thì xuống gì đó. Cho nên là chúng ta cứ làm theo quán tính mà không hiểu. Tâm chúng ta chỉ cần nghĩ tới công đức như vậy là họ đã nhận được rồi. Và tốt nhất chúng ta nên làm những cái việc thiết thực. Thiết thực đó là những người đối khổ xung quanh. Và đối tượng ruộng phước cao quý của chúng ta là ai? Chúng ta hướng đến để mà thành tựu. Và đem cái tâm tư đó mà hồi hướng, vậy là được rồi, họ nhận được rồi. Hiểu như vậy đó là hiểu trong chánh pháp của Như Lai. Thế Tôn còn nói rằng á, ở những nơi đó tất cả mà thực phẩm họ có được á, là cũng giống như là trời mưa ở trên núi mà nước chảy xuống ở dưới hồ, dưới ao, ra dòng sông. Thì cũng vậy, họ trông chờ sự cứu giúp, họ trông chờ sự hồi hướng, họ trông chờ sự bố thí và tâm tư của con người hướng tới họ. Cái việc làm hướng của chúng ta giống như là trời mưa và nước sẽ chảy tới chỗ họ. Ý nghĩa công đức Phật nêu ra thí dụ là vậy. Cũng như là sông rạch được làm đầy sẽ được là gì? Nhờ sông rạch mà làm đầy đại dương. Cũng vậy á, tất cả những lợi ích mà các ngã quý kia có được á, cũng đều nhờ sự bố thí của con người, đều nhờ cái tâm hồi hướng tới cảnh giới của họ. Và Đức Phật nói rằng bởi vậy cho nên tất cả chúng ta, nếu như tất cả những người ấy, tất cả những người mà làm bố thí và hướng tới quyến thuộc thì sao? Thì hãy nên là gì? Hãy nên là hồi hướng tới họ. Đó là lòng vị tha của chúng ta. Chúng ta không cần thiết phải thiết lễ cúng dường trai tăng hoặc làm cái gì hết. Các vị có thể bố thí từ thiện, nhưng khi bố thí từ thiện cho con người nó đủ, mà các vị nghĩ rằng đem một chút nhân duyên công đức này hồi hướng tới cửu quyền thất tổ, trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ được no đủ và hạnh phúc,
Như vậy thì cứu quyền thân tội chúng ta sẽ nhận được. Thầy nói đến đó là các vị phải hiểu rằng không cần bày ra quá nhiều những hình thức rườm rà, đừng gán lên trên vai của Phật giáo thêm nhiều cái gì, thêm nhiều cái màu sắc cầm kềnh, để rồi chúng ta mang một cái gánh nặng đi chiên xẹo chỗ nào chỗ kia, không hiểu cái chân nghĩa giải thoát của Phật. Hãy hiểu như vậy, đó là triết học giải thoát mà Đức Phật muốn dạy chúng ta bằng những hành động rất thiết thực của Phật giáo. Và một lần nữa xin các vị đừng có biến Đức Phật thành đấng quyền năng trên bàn thờ để chúng ta lạy lục vang sinh. Hãy đem Đức Phật vào trong gia đình của mình, đem vào trong tâm của mình, đem vào trong trí não của mình, và sử dụng lời dạy của Phật bằng đời sống của mình, và từ đó rút ra được kinh nghiệm an lành mát mẻ, đem kinh nghiệm đó mà chia sẻ với những người xung quanh. Như vậy mỗi người chúng ta trở thành một ngọn hải đăng vô tận trong Phật pháp, và chúng ta mỗi người thắp sáng chân lý Phật Đà khắp mọi nơi. Đó là chúng ta đã góp phần làm cho pháp luân được vận chuyển, được giữ gìn, ánh sáng chân lý của Phật được thắp lên vô tận. Nghĩ như vậy nó mới đúng. Và trước khi làm gì hãy hiểu nó. Còn việc mà khóc lóc, thương tiếc, sụt sùi, tất cả những điều này vô nghĩa. Đức Phật có nói, dầu cho khóc đến mấy, sầu muộn hay ta tháng cách nào, cũng không bao giờ đem đến lợi ích gì cho cứu quyền thất tổ, cho ngã quỷ, cho những người đã quá vãng. Dầu cho quyến thuộc của họ là có khinh theo họ, xin cho họ giúp đỡ, nhưng mà cứ ngồi đó khóc lóc, họ cũng không bao giờ nhận được công đức gì. Bởi vậy cho nên nếu chúng ta càng có hiếu thảo với những người đã khuất, thì hãy biến đau thương thành những hành động thiết thực, không nên ngồi đó chỉ tha oán rồi bức rứt ở trong lòng. Có một số người, nhất là những người mà hôn nhân đổ vỡ giữa đường. Có trường hợp có một Phật tử rất đáng thương, hai vợ chồng đi làm từ thiện rồi đụng phải tai nạn, rớt xuống đất, xe đụng cái đùng cán vào đầu của người chồng, cái cục óc văng lên trên tay của vợ. Cái ký ức hãi hùng đó, cái thảm khốc đó, nó in sâu vô trong lòng, và đầu não của người vợ không có được bình thường nữa, và lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng tha oán, lúc nào cũng tiếc thương, cũng dằn vặt liên tục ở trong cõi lòng và không có chịu tháo gỡ ra. Nhưng nếu như biết học Phật pháp, nghe được câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy khác. Cuộc đời không phải dừng lại ngang đó, rộng lớn vô tận. Cho nên chúng ta hãy hành động, biến đau thương thành công đức hồi hướng với những việc làm ý nghĩa và thiết thực. Ha, thấu triệt được điều này chưa? Rõ chưa? Có thấu hiểu được hết chưa? Và nên hành động theo những lời chỉ dẫn của kinh điển. Đức Phật kết luận rằng nếu như trong giá trị công đức mà hồi hướng đến đó, thì những phước thí này mà biết đem bố thí cho mọi người, và đặc biệt là biết an trú vững chắc ở trong tâm thanh tịnh. An trú vững chắc là sao? Ví dụ sao? Thầy nói ví dụ thế này: một vị tu hành trang nghiêm thanh tịnh, tạo ra nhiều lợi lạc cho quần chúng, tạo ra nhiều công đức cho mọi người. Mình cần khổ nấu một chén cơm, mình nên nghĩ người đó ăn vô bụng giùm, phải không? Khi họ ăn vô bụng rồi, tức là mình an trí vững chắc rồi. Phải không ạ? Tại sao? Bởi vì nó đã vô ở trong cái người đó rồi, và người đó theo cái công đức, theo cái nguyện lực của họ, là họ chỉ hành động cho lửa chúng sanh thôi, không làm sao rơi rớt nữa hết á. Đúng không ạ? Cho nên ở đây không có hiểu một cách máy móc như vậy, nhưng đó cũng là một nghĩa đen mà chúng ta có thể hiểu ra, là làm sao công đức chúng ta không bị rơi rớt. Chứ còn nếu như chúng ta cúng dường mà cuối cùng nó không có ý nghĩa gì, nó trở nên vô bổ, như vậy thì làm sao gọi là an trú vững chắc? Cái người nói tôi cúng dường mà tôi không có phân biệt, tôi thanh tịnh, tôi không nghĩ gì cả. Tôi thấy người đó tội tôi cho thôi, họ làm gì họ làm, họ đi quấn bài mà cỡ họ.
mình có thiền như vậy không? Tại vì mình không biết họ huấn bài đó chứ họ, mình biết họ huấn bài mình cũng nổi giận chứ phải không? Tại vì mình làm ăn khó nhọc để có được tịnh tài thực phẩm này mà đem đưa cho họ, họ đi xài phung phí mình chịu được không? Đó, như vậy thì mình phải an trú ở trong chỗ vững chắc chứ. Vững chắc tức là ở trong cái đối tượng mà chắc chắn rằng cái công đức đó sẽ tạo ra những điều tốt lành. Và không có rơi rớt, không có làm những chuyện là vớ vẩn, hư hoại đi. Như vậy thì Đức Phật nói rằng hãy an trú vững chắc ở trong chư tăng. Chúng ta thọ trì câu này như thế nào? Tuy mình có cách hiểu của riêng mình, nhưng hãy hiểu đúng ý nghĩa là an trú, an trí vững chắc ở trong chư tăng. Thì bằng hiệu quả tức thời sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho chúng. Tức là ở trong bối cảnh đó được lợi ích lâu dài cho cửu quyền thất tổ của chúng ta. Chẳng hạn như ngày hôm nay thôi, chúng ta ngồi đây, các vị lắng nghe giáo pháp, tâm của các vị lắng dịu thanh tịnh xuống, và phước báo trong tự tâm các vị nó sẽ hình thành lên. Bởi vì phước báo chỉ có hình thành trong môi trường tâm tư thanh tịnh, còn tâm tư phẫn nộ cuồng loạn nơi đó chỉ có điên đảo vô minh, phước báo tự sẽ ẩn khuất. Thành ra người nào mà muốn làm cho mình có phước, trước tiên phải làm cho tâm mình tịnh xuống đã. Như vậy thì ngay lúc đó là đã có phước rồi, cái phước đó hồi hướng cũng được rồi. Nhược thân năng đắc mà Phật pháp năng văn, các vị có được thân người, các vị nghe được giáo pháp của Như Lai ngày hôm nay, đây là một điều khó khăn hy hữu vô cùng. Nếu như xét lấy cái kiếp vô thường sống nay chết mai, ngày mai kia đã chắc gì mình còn tồn tại, ngày hôm nay gặp gỡ giây phút này đâu có dễ dàng chút nào. Giáo pháp của Như Lai được tuyên bố như thế này đâu có dễ dàng gì lấy nghe. Ngay lúc này tâm chúng ta thanh tịnh và nghiệp thức nhĩ căn thù thắng sẽ sinh ra. Vậy thì cái công đức này cũng đủ để chúng ta hồi hướng cho cửu quyền thất tổ. Cho nên công đức nghe kinh, giảng kinh, học kinh và tu tập là công đức thù thắng nhất ở trong ba cõi. Và như vậy thì thưa quý vị á, chúng ta đem công đức đó hồi hướng. Ngay lúc này mình có ăn lạc ở nhà bếp, nếu như có người nào làm được, ở trong mùa Vu Lan Thánh Hội này có ai mà gieo trồng và đạo tràng cúng dường một cái thực phẩm cúng là gì? Là công đức thù thắng. Tại sao? Bởi vì đạo tràng này đang là đạo tràng tinh tấn vô cùng. Có thể nói không dám rằng là thầy khen trò, mèo khen mèo dài đuôi. Không phải như vậy, nhưng công bình mà xét xem, chúng ta thấy toàn nước Mỹ này có một cái nơi nào mà hai chương trình sơ trung đẳng cao đẳng học tập mỗi tuần 4 bữa, bác quan trai mỗi tuần 1 lần, 1 tháng 4 kỳ, rồi ngồi ra chủ nhật hàng tuần từ bộ kinh này sang bộ kinh khác, rồi mỗi năm lại 4 mùa pháp hội nữa, rồi gì nữa, rồi bên tầng 57-15 Bồ Đề Phật Quốc TV, tiếng nói chánh pháp của Như Lai vang vọng khắp mỗi nơi. Ai có duyên hướng về sẽ đều đón nhận được cái ánh sáng chân lý của Phật Đà. Trong khi chúng ta mỗi người nỗ lực dọn dẹp chỗ này, làm việc chỗ kia, bất luận là trời nắng trời mưa, ngày đêm. Và tất nhiên trong cuộc sống luôn luôn có những điều không như ý, nhưng đó là chuyện quá nhỏ ở trong tầm nhìn của người lớn. Người lớn là người không có chấp nhất chuyện nhỏ. Người lớn là người nhìn thấy đại cuộc thành tựu. Người lớn không có đi câu mâu những chuyện nhỏ nhặt, hoặc là để ý những cái chuyện giận hơn với nhau. Và đó là nếu như mình để ý là mình thành người nhỏ, phải vậy không? Thành người nhỏ được gọi là gì? Cái chữ hay nhất là gì? Là hài nhi tóc bạc. Chữ quá hay luôn phải không? Hài nhi tóc bạc. Phật là gì chớ mà biết, và thấy xấu hổ quá cho nên quay mặt vô vách tường. Ông bà mình nói là xúc sự diện tường, tức là quay gặp việc quay mặt vào vách, chẳng biết phải xử sự như thế nào cho ra người lớn. Ở đây thầy thấy các vị lớn hết, không có ai nhỏ. Đó là một điều mơ ước, nhưng mà tính thoảng nhỏ chút thôi nha, đừng nhỏ lâu quá. Nhỏ mấy ngày cứ theo mình ăn mí hoài mệt quá. Như vậy thì thưa quý vị á, là chúng ta hiểu rằng khi chúng ta làm việc phước báo như vậy thì công đức đó chúng ta an trí vào ở trong chư tăng, ở trong cái đạo tràng thanh tịnh. Như vậy thì sao chúng ta lại không có lợi ích được? Và cuối cùng Thế Tôn nói rằng bây giờ phận sự đối với những người quyến thuộc đã được chỉ định rồi, tức là đã được hồi hướng rồi,
và sự tôn kính cao tột đã được thể hiện lên những đấng sanh thành dưỡng dục, những loài oan hồn ngã quỷ, thì cái sức lực rồi cái công đức cúng dường cho sức lực của các vị tu hành và tất cả phước đức mà chúng ta làm được, Thế Tôn nói rằng đó là điều không phải nhỏ. Ở trong tầm nhìn của Phật, Phật nói cái việc đó lợi ích nó không phải là nhỏ. Và lời của Đức Phật tuyên bố như vậy xong, 84.000 người đắc pháp nhãn tịnh do sự hiểu biết về cảnh giới của ngạ quỷ, những cảnh giới của cửu quyền thất tổ và cảnh giới mà tái sanh triền miên này, và trong tâm của họ tràn đầy xúc động. Chân lý Thế Tôn vang vọng trong tâm tư của mọi người, được truyền tải hết thảy tới 7 ngày đêm như vậy. Họ bàn với nhau, họ nói với nhau, họ nhắc nhở với nhau. Và không những thế, tất cả chư thiên, loài người, địa thần, ngạ quỷ đều hân hoan. Vũ trụ 3.000 đều hân hoan như vậy tới 7 ngày 7 đêm. Đây là một bài kinh có giá trị chuyên hóa tuyệt diệu trong ba cõi. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả cửu quyền thất tổ của chúng ta được trưởng thừa công đức mà siêu sanh lạc quốc. Cảm ơn các vị đã lắng nghe.